Kính chào quý vị, như vậy là chúng ta đã quay trở lại với công việc sau những ngày nghỉ Tết vui vẻ và chúng tôi rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay, thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2019 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2019 có nguy cơ thừa lao động sơ cấp nghề. Đặc sắc múa lân sư rồng cùng heo tài lộc. Quốc lộ 1A quá tải, các phương tiện ùn ứ kéo dài. Độc đáo siêu thị nổi phục vụ cho khách hàng chạy du thuyền. Thưa quý vị, công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo sự thay đổi về nhu cầu tuyển dụng của các công ty. Theo các chuyên gia, năm 2019, một số ngành có nguy cơ thừa lao động, đặc biệt là lao động sơ cấp nghề và lao động phổ thông, trong khi nhu cầu tuyển dụng lực lượng này lại ở mức thấp. Theo khảo sát của Vietnam Works, 74% nhà tuyển dụng có nhu cầu tăng nhân lực trong năm 2019, trong đó 33% doanh nghiệp sẽ tăng mạnh về quy mô nhân sự. Chúng tôi dự kiến sẽ đẩy tốc độ tuyển dụng nhân sự lên 30% so với năm 2018. Cũng theo Vietnam Work, năm nay các ngành như bán sỉ, bán lẻ, hoạch định dự án, thu mua vật tư cung vận có nguy cơ thừa nhân lực. Dù không có nhu cầu tuyển dụng cao, nhưng các ngành này lại có nguồn lao động tăng trưởng mạnh nhất. Cái sự thừa đó là thừa theo cái lao động giản đơn, thừa lao động mà không còn phù hợp với sự phát triển. Đối với các nhóm ngành dự án, có lẽ sẽ phải giảm một số, kể cả trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính ngân hàng hiện nay người ta cũng đang giảm những cái lao động không còn phù hợp nữa, đặc biệt là không gắn liền ứng dụng được cái công nghệ và các cái điều kiện để phục vụ cho cái hội nhập quốc tế và tiến tới công nghiệp 4.0. Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu 320.000 chỗ làm, tăng ở lao động có tay nghề và giảm dần lao động sơ cấp nghề phổ thông. Vì vậy, người lao động cần đầu tư trình độ và kỹ năng cần thiết để bắt kịp xu hướng tuyển dụng mới. Theo thông tư 25 của Bộ Công Thương, mức giá bán điện cho người thuê phòng trọ đã có thay đổi từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nếu chủ phòng trọ bán giá điện cao hơn quy định, sẽ bị xử phạt từ 7 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người thuê điện vẫn chịu thiệt thòi khi phải trả tiền nhiều hơn so với mức quy định vì nhiều lý do khác nhau. Mức giá điện ở nhiều phòng trọ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng 1 kW, cao hơn nhiều so với quy định. Nước. Điện 3.200. 3.200 một số ạ. Một số. Vâng. Nước là 20.000 một người một tháng, một máy. Tâm lý e ngại hoặc có phản ánh nhưng lại bị chủ nhà trọ cắt hợp đồng thuê phòng khiến người thuê trọ đang chịu thiệt. Em có gọi lên hotline thì lúc đấy chị tư vấn bảo là số hỏi về tên của chủ trọ, nhưng không biết sao mà sang ngày hôm sau thì chủ trọ biết đi lên và kết thúc hợp đồng với tụi em. Ngoài tuyên truyền, phổ biến thông tin về mức giá điện mới, ngành điện và chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra để xử lý các trường hợp chủ trọ vi phạm. Làm sao để việc tính điện đúng giá trở thành nếp sống văn minh tại các khu trọ, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng cần có phương án bảo vệ quyền lợi người thuê trọ khi họ tố giác các hành vi vi phạm giá điện. Biểu diễn lân sư rồng luôn là tâm điểm của nhiều lễ hội ngày Tết. Năm nay, một số đoàn lân sư rồng đã sáng tạo nên nhân vật heo tài lộc với vai trò điều khiển lân, và những chú heo ngộ nghĩnh này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong các tiết mục trình diễn, chú heo tài lộc sẽ làm nhiệm vụ điều khiển lân và đứng cùng vị trí với ông địa, bà địa. Đôi mắt to, chiếc mũi hồng ngộ nghĩnh và khuôn miệng luôn tươi cười của chú heo khiến nhiều người thích thú. Từ 27 Tết là chúng tôi đã biểu diễn trong biên tàu đàn, rồi hội hoa xuân, rồi biểu diễn tới qua gặp những gì. Khán giả Việt Nam rất là hào hứng, giống như là giống heo vàng đem lại may mắn, chúc phúc cho tất cả mọi người, nhất là con trẻ em và người lớn tuổi. Bộ trang phục của chú heo mang ý nghĩa tài lộc với họa tiết đồng tiền. Còn đầu heo được làm từ vải mềm trên nền composite nên nhẹ nhàng, dễ điều khiển và có thần sắc hơn. Động tác khiển lân đều phải khác biệt và vui nhộn hơn so với những nhân vật khác. Thời gian tới, chú heo có thể được huấn luyện những kỹ thuật cao hơn như leo cột, múa trên mai hoa thùng, v.v. Một cuộc thi hoa hậu dành cho chim bồ câu vừa diễn ra hôm qua tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Gần 100 chú chim bồ câu của các nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam đã góp mặt và cùng tranh tài. Các chú chim bồ câu dự thi ở 6 thể loại gồm bồ câu xòe Nhật, bồ câu sư tử, bồ câu Monjain, bồ câu Kinh Hà Lan, bồ câu Banh Châu Âu và bồ câu Banh Việt Nam. Nhiều chú chim có hình dáng đẹp, độc lạ, giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Dựa vào các tiêu chí như chân to tròn, ngực ưỡn, đuôi xòe, lông mượt,
ban tổ chức chấm giải theo từng thể loại dự thi. Đây là dịp để các nghệ nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nuôi chim bồ câu, đồng thời làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân trong dịp Tết cổ truyền. Thưa quý vị, theo giới chức Mỹ, cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA sẽ sớm xếp hạng loại 1 cho hàng không Việt Nam trong vài tuần tới, từ đó cho phép mở các chuyến bay thẳng giữa hai nước. Theo tờ Straits Times, số ra mới nhất các hãng hàng không của Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đều muốn mở đường bay thẳng giữa hai nước để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của hành khách. Hiện hành khách đi lại giữa Việt Nam và Mỹ phải quá cảnh ở một nước và vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản. Việt Nam hiện chưa có xếp hạng của FAA. Tiêu chuẩn giám sát an toàn hàng không của FAA là một trong những chỉ số nhằm đánh giá hãng hàng không của một nước có đạt đủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chuyên môn kỹ thuật, giám sát kỹ thuật hay không. Khi được FAA cấp phép loại 1 thì hãng hàng không của một nước mới có thể được phép mở đường bay thẳng tới Mỹ. Thay vì tận hưởng cuộc sống an nhàn, một người đàn ông gần 70 tuổi đã quyết định từ Canada trở về Việt Nam và sáng tạo dây chuyền sản xuất sô-cô-la. Dây chuyền sản xuất với tổng số vốn đầu tư khoảng 500.000 đô la Mỹ đã giúp nhiều nông dân trồng cacao ở Tiền Giang thoát khỏi cảnh được mùa mất giá. Nhận thấy cacao Việt Nam được thế giới công nhận về chất lượng, nhưng người trồng cacao thường xuyên bị thương lái ép giá, thậm chí phải chặt bỏ. Ông Duras Samibui quyết định tìm hướng đi mới cho cây này. Trở về Việt Nam năm 2014, ông mua một mảnh đất tại Tiền Giang và gây dựng thương hiệu sô-cô-la Made in Việt Nam. Sản phẩm được áp dụng công nghệ chế biến sô-cô-la 100% tự nhiên, mang hương vị cổ điển của hạt cacao, không sử dụng hóa chất, phụ gia. Bên cạnh đó, bơ cacao còn được dùng để sản xuất cacao trắng và một số loại mỹ phẩm. Về Việt Nam, không có nghĩa là chú đi tìm mà khởi nghiệp. Mà một đứa cổ túi để chứng tỏ với người nước ngoài và người trong nước hiện nay chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã biết làm sô cô la. Ông Sami Bùi đã cho xây dựng nhà máy rộng 400 m² trong khu vườn cacao 1 hecta, từ đó phát huy lợi thế của nhà máy sản xuất sô cô la ngay tại vùng nguyên liệu để tiết giảm chi phí thu mua, vận chuyển nguyên liệu. Mô hình này đã tạo đầu ra ổn định cho người trồng cacao tại địa phương và việc làm cho người dân. Tiếp theo trong phần sau của chương trình: bên cha còn đâm chết hàng xóm. Nguy cơ bị nhân bản thẻ ATM khi thanh toán qua máy POS. Trở lại chương trình 60 giây sáng nay với các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, từ sáng hôm qua, người dân về quê ăn Tết tại các tỉnh miền Tây bắt đầu quay về thành phố Hồ Chí Minh. Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang trở nên quá tải, có những đoạn kẹt xe kéo dài nhiều cây số, các phương tiện phải nhích từng chút một. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cũng nhiều lần phải xả trạm để giải phóng phương tiện hướng từ Bến Tre sang Tiền Giang. Đến 16 giờ cùng ngày, lượng xe đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông cũng còn khá đông. Nhiều cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết ở ngã tư Đồng Tâm cho xe rẽ vào đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, nhưng do lượng xe quá đông nên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Do lượng xe trên quốc lộ 60 từ hướng Bến Tre đổ ra quốc lộ 1A tăng cao nên vòng xoay Trung Lương bị ùn ứ nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đã điều tiết cho xe ô tô lưu thông vào đường tỉnh 864 song hành với quốc lộ 1A ra ngã tư Đồng Tâm vào đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đến 18 giờ chiều qua, lượng xe qua cầu Rạch Miễu có giảm nhưng xe ô tô vẫn còn xếp hàng dài nhiều cây số. Vào lúc 19 giờ 30 phút, cầu Mỹ Thuận vẫn còn ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện ken đặc trên quốc lộ 1A nhích từng chút một. Cũng tại miền Tây, một vụ tai nạn giữa hai xe ô tô đã xảy ra trên cầu Cần Thơ vào hôm qua, làm giao thông qua cầu bị ùn ứ gần 1 giờ đồng hồ. Vào 10 giờ sáng qua, khi lưu thông qua cầu Cần Thơ, hai xe ô tô 4 chỗ đã va chạm với nhau. Lúc này, rất đông người dân từ miền Tây bắt đầu trở lên thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết, nên ùn tắc đã xảy ra từ trạm thu phí cầu Cần Thơ cũ đến giữa cầu. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên cầu đã nhanh chóng phân luồng để giải tỏa giao thông. Đến 11 giờ cùng ngày, giao thông qua cầu Cần Thơ mới trở lại bình thường. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, cả nước đã xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 183 người, bị thương 241 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 274 vụ tai nạn, làm chết 181 người, bị thương 241 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.
Như vậy giảm 8 người chết một ngày so với Tết Nguyên đán 2018. Dịp Tết năm nay ghi nhận một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 tháng 2 trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa giữa hai ô tô làm 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Cũng trong 9 ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 21.000 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 12 tỷ đồng, giữ gần 4.000 phương tiện và tước 385 giấy phép lái xe. Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào chiều qua, khiến một người thiệt mạng. Khoảng 14:30 hôm qua, Đỗ Tuấn Anh, 18 tuổi, quê Hậu Giang và anh Phạm Văn Cường, 38 tuổi, quê An Giang cùng một số người bạn chơi bài tại nhà trọ của anh Cường nằm trên đường D1, phường Thuận Giao. Khi đang chơi, Tuấn Anh bị cha đến gọi về nên anh Cường và cha của Tuấn Anh xảy ra cãi vã. Khi Cường ra ngoài nghe điện thoại, Tuấn Anh tưởng Cường gọi người tới đánh cha mình nên về nhà lấy một con dao bấm. Khi vừa đi đến cửa dãy phòng trọ, Tuấn Anh gặp anh Cường và xảy ra ẩu đả. Tuấn Anh dùng dao đâm 3 nhát khiến anh Cường gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, Đỗ Tuấn Anh bỏ trốn nhưng được sự vận động của gia đình nên tối cùng ngày, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Một đối tượng lợi dụng ngày nghỉ Tết vận chuyển ma túy đi tiêu thụ đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ vào hôm qua. Sáng qua tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp bắt giữ quả tang đối tượng Lầu Bá Pó, 27 tuổi, người dân tộc Mông, trú xã Nậm Cắn, đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu được tại hiện trường là 438 viên ma túy tổng hợp. Theo lời khai, đối tượng mua số ma túy trên của một người Lào về sử dụng và bán kiếm lời, đang trên đường về bản thì bị bắt giữ. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bộ đội biên phòng Nghệ An đã khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Những vụ việc mất tiền trong tài khoản chúng ta đã nghe nói nhiều, nhưng trong vài ngày gần Tết Kỷ Hợi lại dấy lên một số vụ việc liên tiếp mất tiền trong tài khoản sau khi mua hàng và thanh toán bằng máy thanh toán tiền bằng thẻ được gọi là POS. Vậy trong quá trình quẹt thẻ tính tiền qua máy POS, bằng những thủ thuật nào mà tội phạm thẻ có thể rút được tiền trong khi thẻ ngân hàng vẫn nằm trong tay chủ thẻ? Từ 5:38 đến 5:46 sáng ngày 16 tháng 1 năm 2019, tài khoản của người phụ nữ này báo có 9 lần rút tiền và mất tổng cộng 39 triệu đồng. Nhiều ngân hàng sau đó đã phát đi cảnh báo thận trọng khi giao dịch tại máy ATM, POS. Theo các chuyên gia, khả năng lớn là thẻ từ ATM đã bị tội phạm công nghệ cao sao chép dữ liệu từ kỹ thuật skimming. Tại các điểm giao dịch không an toàn sẽ có một máy POS giả có chức năng lấy thông tin thẻ. Thay vì nó được chuyển về ngân hàng để thực hiện thanh toán thì do cái máy POS là máy POS giả, thành ra là những cái thông tin đó nó sẽ được lưu lại và những thông tin đó nó sẽ được chuyển qua một cái đơn vị khác để là gì, để đánh cắp những cái thông tin thẻ nha. Cái thủ tục mà để đáp ứng cái điều kiện mà lắp đặt cái máy POS tại các ngân hàng hiện nay tương đối đơn giản. Theo đó thì các cái tổ chức, các cái cá nhân mà có cái địa điểm kinh doanh hợp pháp đều có thể đăng ký. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức thẻ đang khuyến khích các ngân hàng dùng thẻ chip với thông tin được mã hóa. Theo đó, các thiết bị đọc thẻ gắn ngoài không thể đọc được. Trường hợp cần thanh toán bằng thẻ, người dân nên chọn các điểm thanh toán uy tín. Trở lại với các thông tin văn hóa trong nước. Thưa quý vị, hôm qua mùng 6 tháng Giêng, Chùa Bái Đính đã chính thức khai hội Chùa Bái Đính Xuân Kỷ Hợi 2019. Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tại lễ khai mạc, theo nghi thức nhà Phật, ban tổ chức đã dâng các khóa lễ lục cúng hoa đăng, dâng hương bạch Phật, cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Chùa Bái Đính cổ được xây dựng cách đây hàng nghìn năm, tọa lạc ngay trong hang động núi Đính, là một trong những danh lam nổi tiếng của đất trời Cố Đô. Phần hội gồm các nghi thức rước kiệu bài vị thờ thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà Chúa Thượng Ngàn và kết thúc bằng lễ rước kiệu lên chùa cổ. Năm nay trong khuôn viên chùa còn có thung lũng hoa Bái Đính, đây được coi là vườn hoa lớn nhất tỉnh Ninh Bình với nhiều loại hoa khoe sắc với chủ đề lễ hội hoa xuân, sắc hoa muôn màu. Lễ hội chùa Bái Đính Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra từ nay đến hết tháng 3 âm lịch. Trong khi đó, tại tỉnh Hà Nam, hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch Điền Đội Sơn năm 2019 cũng diễn ra tưng bừng. Tham gia hội thi có 24 họa sĩ đến từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Ngay từ sáng sớm, những chú trâu được chọn lựa đã được tập kết tại bãi cỏ gần sân khấu chính ở thôn Đội Tính, xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên. Sau hội trống khai hội, các họa sĩ được nhận trâu và bắt đầu thể hiện tác phẩm của mình. Đây là một cái lễ hội cũng khá đặc biệt ở Việt Nam. Ở đây chỉ có ở đây thì mới có thêm một cái phần vẽ trang trí trâu. Hội thi trâu phục vụ lễ hội Tịch Điền Đội Sơn đã trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng đất Đội Sơn, qua đó góp phần khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn ngày càng phát triển. Những chú trâu đạt giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày Tịch Điền vào hôm nay 11 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng. Cũng trong ngày mùng 6 Tết Kỷ Hợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội vật truyền thống tại đình làng Thủ Lễ. Hoạt động này thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân địa phương và du khách. Sau phần nghi lễ, hội vật được bắt đầu bằng màn biểu diễn của hai đôi vật cao niên trong làng Thủ Lễ và hai cặp đôi vật nữ thiếu niên. Gần 100 đôi vật của 11 xã thị trấn trong huyện Quảng Điền và các vùng lân cận đã tham gia tranh tài. Con em trong địa phương làng chúng tôi đã huy động một số đô vật để đến đây vật theo cái truyền thống của làng từ xưa đến nay. Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ có bề dày lịch sử hàng trăm năm nay từ thời các chú Nguyễn, nhằm tuyển chọn những trai tráng khỏe mạnh để bảo vệ đất nước. Em cũng có cơ hội để giao lưu cùng với tất cả mọi người ở quê hương, tạo ra cái niềm vui vẻ và hạnh phúc đầu năm. Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm nhằm gìn giữ và phát triển môn thể thao truyền thống, đề cao tinh thần thượng võ của dân tộc. Hội vật cũng là lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trên vùng quê gian phá Tam Giang. Cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị nhiều thông tin cập nhật mới nhất. Còn bây giờ thì xin kính chúc quý vị một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng và xin kính chào tạm biệt.